Trong tập trước của phần phim Skibidi Titan Super, Super G-Titan đã gia nhập vào đội quân chiến binh bảo vệ đa vũ trụ. Anh ấy cùng với các đồng đội của mình đã quay về quá khứ thế kỷ 22 để tiêu diệt một kẻ phản bội. Trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng họ cũng đã tìm được tên Mega Titan TV khốn kiếp đã giết chết những sinh mệnh vô tội và tiêu diệt hoàn toàn hắn. Cậu thật sự là con của tôi hả? Thôi được rồi, cậu quay về thế giới của mình đi. Cha ơi, bây giờ cha bị thương rất nặng đó. Hãy để con chăm sóc cha, rồi từ từ con trở về nhà sau. Này, Super G-Titan, chúng ta không có thời gian ở đây đâu. Mau, quay về hiện tại của chúng ta thôi. Khoan đã. Thủ lĩnh, Super Titan Clockman, Super Titan Lazarman, hãy cho tôi một ít thời gian để chăm sóc cha của tôi đi. Đợi ông ấy khỏe lại cái đã. Thôi được rồi, bọn ta sẽ trở về trước. 24 giờ sau, sẽ có một cánh cổng thời gian đưa ngươi quay trở về sau. Hay quá, tôi cảm ơn hai người. Cha, con được ở lại với cha một chút rồi. Để con dùng khả năng của mình khôi phục lại vết thương cho cha. Chết tiệt, sao không được thế này? Có chuyện gì xảy ra vậy? Để mình cố làm lại thêm một lần nữa. Con trai, đừng vô ích nữa. Có lẽ con là tương lai của ta, nên con không thể nào thay đổi được quá khứ của mình đâu. Không, con sẽ không để cho cha bị gì đâu. Đúng rồi, con nhớ ra rồi. Trái đất có một khu rừng thần bí, nơi đó có những quả nhân sâm biết chạy. Con sẽ tới đó bắt bọn chúng về cho cha ăn thịt. Chắc chắn cha sẽ khôi phục lại. Không được đi tới đó. Tới khu rừng kỳ bí rồi. Bọn chúng đâu rồi? Mình nhớ ở thế kỷ 23, lũ nhân sâm biết chạy đó xuất hiện rất nhiều. Đằng kia, thấy bọn chúng rồi. Chết tiệt, ta sẽ bắt hết các ngươi. Hay lắm. Được rồi, nhanh chóng về cứu cha của mình thôi. Đứng lại, ta chết tiệt đi. Ngươi tàn sát vô số sinh vật ở khu rừng ta quản lý. Hôm nay, ta đã bắt tại cho ngươi. Lần này ngươi đừng hòng chạy thoát. Cái quái quỷ gì thế này? Một tay tình lai giữa loài speaker và loài camera men à? Không thể nào, rõ ràng ở trái đất tất cả các tay tình đều chết hết rồi mà. Người nói không sai, cách đây mấy năm ta chỉ là một camera men nhỏ xíu còn sót lại mà thôi, nhưng ta đã trải qua nhiều biến cố và trở thành một thực thể super tay tình lai như thế này. Hôm nay ta bắt tại chặn thứ khốn kiếp ngươi, giết hại những sinh vật ở đây. Ngươi còn gì nói nữa hay không? Đến lúc ta sẽ chặt cái đầu của ngươi xuống để tạ lỗi cho bọn chúng. Khoan đã, hãy lắng nghe ta nói. Ta ở tương lai, quay về quá khứ này. Ta đến khu rừng này là lần đầu tiên. Ta chỉ muốn bắt một vài nhân xăm thú để chữa bệnh hồi phục sức khỏe cho cha ta mà thôi. Đây không phải là lần đầu tiên của ngươi. Ngươi đã tàn sát gần hết khu rừng này rồi. Ngươi còn đánh chối tôi à? Chết đi. Khoan đã, hãy lắng nghe ta nói. Ta chỉ muốn tới đây tìm thuốc để cứu cha ta là Ultra Chi Titan mà thôi. Cái gì? Ngươi là con của Ultra Chi Titan? Chết tiệt thật, bộ lão ta không cho ngươi biết khu rừng này là khu rừng cấm, bất cứ kẻ nào tới đây giết sinh vật đều phải trả giá đắt. Nhưng chỉ có khu rừng này mới xuất hiện loài nhân xăm thú biết di chuyển mà thôi, chỉ có bọn chúng mới cứu được cha ta lúc này. Thì ra ngươi không phải là kẻ đã tàn phá khu rừng bấy lâu nay. Thôi được rồi, nghĩ tình Ultra Chi Titan cùng với ta có ân tình với nhau, ta tha mạng cho ngươi. Ngươi nhanh chóng đem số nhân xăm mà ngươi đã bắt về cứu ông ấy đi. Này, khoan đã. Chờ ta với. Ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt cái thứ khốn kiếp đang làm loạn trong khu rừng này. Không cần ngươi giúp đỡ đâu. Ngươi đừng bao giờ tới đây tàn sát sinh vật là được. Ngươi mau đi đi. Này, lỡ đâu thứ đang làm loạn vô cùng mạnh, một mình ngươi chống không lại hắn thì sao? Dẫu gì ta cũng là một chiến binh bảo vệ đa vũ trụ trong tương lai đó. Cái gì mà chiến binh đa vũ trụ rồi tương lai? Thật không ngờ Ultra Chi Titan lại sinh ra một đứa con có dấu hiệu tâm thần như vậy. Thật tội nghiệp cho hắn. Có chuyện gì vậy? Chắc không lẽ là tên khốn kiếp đó đã xuất hiện và đang náo loạn khu rừng này một lần nữa? Mau di chuyển tới đó đi, ngăn chặn hắn lại. Tôi sẽ giúp cậu giết chết hắn. Ta đã bảo rồi, ngươi thật
của lũ sinh vật này nữa là vết thương của ta sẽ được lành lại. Này, ta chết tiệt đi! Tại sao ngươi lại ra tay tàn độc, tàn sát rất nhiều sinh vật ở khu rừng vô tội này chứ? Hả? Thật không ngờ hành tinh này cũng có những sinh vật biết giao tiếp. Ta cứ ngỡ rằng... Ngươi ngỡ rằng cái gì chứ? Tịch xấu xa này, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi ra tay tàn độc, rất nhiều sinh vật trong khu rừng này bị ngươi giết. Nếu cứ tiếp tục, cả khu rừng này sẽ chết mất. Ồ, nếu các ngươi muốn biết thì ta sẽ cho các ngươi biết. Ta chính là chiến binh đa vũ trụ Super Titan Speed Command Giáp Sắt. Cái gì? Ngươi cũng là một chiến binh đa vũ trụ à? Nhưng tại sao ngươi lại tới đây làm chuyện sập bẫy thế này? Bởi vì thuộc hạ của ta đã phản bội ta. Tên Super Titan Clockman đó cùng với một số tên khác chống lại ta, làm ta bị thương. Ta phải tới đây bắt những sinh vật nơi này hút máu ăn thịt bọn chúng để bồi dưỡng vết thương của ta. Không thể nào, không thể nào. Super Titan Clockman ngày ấy là thủ lĩnh của tổ chức chiến binh bảo vệ đa vũ trụ. Tại sao ngươi lại vu oan quá họ cho ngày ấy? Cái gì? Rõ ràng ta mới chính là thủ lĩnh của bọn chúng. Bọn chúng phản bội ta vì ta muốn bành trướng thế lực, thâu tóm cả đa vũ trụ. Bọn chúng không chịu, lên kế hoạch đánh lén ta, phản bội ta. Khốn kiếp, lần này ta phải báo thù. Thôi chết tiệt đi, đó là chuyện của ngươi. Ngươi tới đây làm loạn, lần này ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tôi sẽ giúp cậu một tay. Thì chết tiệt này, không biết hắn có nói đúng hay không. Nhưng hắn chống lại Super Titan Clockman thì chắc chắn hắn cũng chẳng ra gì. Tôi sẽ phụ cậu kết thúc hắn. Lũ rác rồi, chắc ngươi coi thường ta quá rồi đó. Này, cậu có sao không? Chết tinh thật. Thứ đó thật sự không đơn giản. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Hay là đợi tôi một tí. Tôi về cứu cha tôi, rồi sau đó tôi xuyên không đến tương lai. Kêu đồng đội của tôi là những Super Titan chiến binh đa vũ trụ. Họ sẽ tới đây giúp. Trời đất ơi, giúp. Nếu làm như vậy thì biết bao giờ cậu mới quay lại chứ. Rồi hắn sẽ giết sạch cả muôn loài ở đây mất. Nhưng đó là cách cuối cùng. Được rồi, để tôi nhanh chóng lên đường. Khoan đã, tôi có một cách nhanh hơn. Sẽ giết chết được hắn ngay lập tức. Đó chính là giúp cậu trở thành một God Titan. Là sao chứ? Hay mà ăn lấy cơ thể của tôi, tỷ của tôi, năng lượng của tôi, sẽ cường hóa sức mạnh và cơ thể của cậu sang một trạng thái còn mạnh hơn cả trạng thái siêu cấp. Không được, tôi sẽ không làm như vậy đâu. Làm ơn đi. Nếu không sẽ trễ mất. Tôi cũng không còn muốn sống trên đời này nữa. Tôi không muốn tồn tại trong cơ thể lai tạp này nữa. Tôi muốn quay về với vợ con của mình đã chết. Được rồi, vậy thì tôi xin lỗi cậu. Không lẽ đây chính là trạng thái thần thánh đây sao? Không ngờ có một ngày mình lại đạt được đó. Được rồi, thứ chết tiệt Super Titan Speed Command mang giáp kia, đến lúc ngươi phải trả giá cho việc làm của mình rồi. Hả? Lại có kẻ tới đây nộp mạng cho ta nữa à? Vậy ta không khách sáo đâu. Hả? Gì thế này? Ngươi không nhận ra ta? Ta chính là Super Titan màu trắng lúc nãy bị ngươi đánh bại cùng một người đồng đội đây. Đồng đội ta đã hy sinh để giúp ta cường hóa lên trạng thái God Titan. Đến lúc rồi, ta sẽ cho ngươi biết mùi lợi hại. Không thể nào. Tại sao ngươi có thể đạt được trạng thái đó dễ dàng đến như vậy? Ta đã tìm kiếm trạng thái God Titan bấy lâu nay. Ta đã giết, ăn thịt rất là nhiều Titan. Thậm chí ta còn giết luôn những đồng đội Super Titan của ta để xé xác nuốt tỉ bọn chúng. Vậy mà ta vẫn không đạt được. Còn ngươi thì lại có thể. Bởi vì kẻ xấu xa như ngươi, ông trời sẽ không bao giờ giúp đâu. Xuống địa ngục đi. Được rồi, đến lúc quay trở lại dòng thời gian hiện tại của mình, thế kỷ 23 thôi.